Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc sự thật về hai cây cầu ca sĩ Thủy Tiên từ thiện ở Nghệ An. Vừa qua, huyện Thanh Chương, Nghệ An báo cáo về việc đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ xây hai cây cầu bị hỏng do bão lũ năm 2020. Tuy nhiên, thực tế chỉ có một cầu xây mới, còn một cầu được sửa chữa, ghi nhận tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An, nơi ảnh hưởng của bão lũ năm 2020, chủ đầu tư quỹ từ thiện Thủy Tiên đã đầu tư xây cầu mới hoàn toàn. Theo quan sát, cầu khe liệu ghi rõ đơn vị hỗ trợ các tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước cùng gia đình ca sĩ Thủy Tiên. Công Vinh, dù mới bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 6 năm 2021 đến nay nhưng cầu đã xuất hiện vết nứt, hư hỏng ở mố cầu, ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương cho biết. Cơn bão số 9 năm 2020 đã gây lũ quét khiến 600 nhà dân bị ngập nước. Trên địa bàn xã, đoàn ca sĩ Thủy Tiên đã hỗ trợ cho 38 hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất với tổng số tiền là 696 triệu đồng. Mưa lũ làm cầu khe liễu bị sập hoàn toàn. Nếu không có đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục. Tổng kinh phí thi công cầu hết khoảng 1 tỷ đồng, ông Thọ chia sẻ tại xã Thanh Sơn, theo báo cáo. Cũng được xây dựng cầu do hư hại bởi lũ lụt năm 2020. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận chỉ bị hư một bên mố cầu. Mố cầu sau đó được khắc phục sửa chữa chứ không phải xây mới, ông Lữ Văn Nương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn cho biết. Cầu sông Con Một bị hư một mố cầu, hướng từ bên ngoài Ủy ban Nhân dân xã đi vào ba bản. Xã không nắm được đơn vị trực tiếp thi công cũng không nắm rõ số tiền khắc phục cầu hết bao nhiêu. Chúng tôi chỉ tiếp nhận sau khi chủ đầu tư thi công xong và bàn giao công trình, ông Đương nói. Theo biên bản thương thảo hợp đồng đầu tư xây dựng hai cây cầu ở huyện Thanh Chương, tổng kinh phí hết hơn 1,5 tỷ đồng. Đại diện nhà thầu xây dựng là bà Vũ Thị Lan Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương ký với chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Dũng. Trước đó, theo rà soát mới đây từ 25 xã thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Chương, đợt lũ lụt năm vào tháng 10 năm 2020 có 520 hộ được hỗ trợ với tổng số tiền là 5.087 tỷ đồng. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ xây dựng hai cây cầu dân sinh với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Cùng với đó là 20 chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu, như vậy, so với số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương xác nhận ngày 12 tháng 11 năm 2020 là 6,889 tỷ đồng. Còn tổng số tiền sau rà soát và đã báo cáo với Bộ Công an chỉ có 6,787 tỷ đồng, ít hơn số xác nhận 102 triệu đồng. Hiện huyện Thanh Chương đang tiếp tục rà soát tìm kiếm khoản chênh lệch, lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên. Mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19.